Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra chỉ thị điều chỉnh lực lượng Mỹ ở Trung Đông nếu cần thiết nhằm tăng cường khả năng gian đe và bảo vệ lực lượng trong bối cảnh khu vực leo thang căng thẳng. Reuters dẫn thông tin từ Nhà Trắng vào ngày 27 tháng 9 cho hay, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo Lầu Năm Góc đánh giá và điều chỉnh tư thế lực lượng Mỹ ở Trung Đông khi cần thiết nhằm tăng cường khả năng gian đe, đảm bảo, bảo vệ lực lượng và hỗ trợ đầy đủ các mục tiêu của Mỹ. Thông báo cho biết thêm, Tổng thống Biden cũng chỉ đạo đội ngũ của mình đảm bảo rằng các đại sứ quán Mỹ trong khu vực thực hiện mọi biện pháp bảo vệ thích hợp. Chỉ thị được đưa ra không lâu sau khi Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ điều thêm lực lượng bổ sung đến Trung Đông do lo ngại căng thẳng leo thang giữa Israel và Hezbollah. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden đang liên tục nhận báo cáo cập nhật về tình hình Trung Đông, đặc biệt sau khi Israel tấn công sâu vào Lebanon nhắm đến trụ sở của Hezbollah ở ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định Washington không liên quan và cũng không được Israel thông báo trước về cuộc tấn công sâu vào Beirut. Ông nhấn mạnh các bên cần kiềm chế để tránh một cuộc chiến toàn diện. Ông nói, ngoại giao tiếp tục là con đường tốt nhất phía trước và đó là cách nhanh nhất để giúp những công dân Israel và Lebanon trở về nhà ở biên giới. Trong khi đó, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của liên minh châu Âu Josep Borrell lấy làm tiếc vì không ai có thể ngăn cản Israel Ông Bodell nói, những gì chúng tôi làm là gây áp lực ngoại giao để đạt được lệnh ngừng bắn, nhưng dường như không ai có thể ngăn cản Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ở cả Gaza lẫn bờ Tây. Ông cho rằng Israel đã quyết tâm loại bỏ Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon. Israel tuyên bố, trong đợt tập kích đêm ngày 27 tháng 9, Israel đã loại bỏ một số chỉ huy cấp cao của Hezbollah, trong đó có chỉ huy đơn vị tên lửa Muhammad Ali Ismail hiện chưa rõ thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah có nằm trong số các nạn nhân hay không. Israel đang tiếp tục kiểm chứng thông tin liên quan đến số phận của ông Nasrallah. Sau khi tập kích trụ sở Hezbollah, Israel tiếp tục tấn công các tòa nhà phía nam Beirut mà họ nghi ngờ là nơi Hezbollah dùng để cất giấu vũ khí. Dạng sáng nay, quân đội Israel cảnh báo không cho phép bất cứ máy bay chở vũ khí nào hạ cánh xuống sân bay Beirut. Chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, máy bay của không quân Israel đang tuần tra khu vực sân bay Beirut. Đây là sân bay dân dụng, dành cho mục đích dân sự và phải được giữ nguyên như vậy. Trong nhiều giờ tiếng còi xe cứu thương, tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu trên đầu và tiếng ồn của máy bay không người lái và tiếng kêu cứu của người dân đã hòa vào nhau, kéo theo sự hỗn loạn. Chính quyền Beirut hối thúc người dân tìm nơi trú ẩn. Sáng sớm ngày 28 tháng 9, không quân Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tập kích dữ dội vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Lebanon. Đây là loạt cuộc không kích thứ hai liên tiếp của quân đội Israel vào thủ đô quốc gia láng giềng chỉ trong ít giờ qua, đánh dấu bước leo thang mới đáng lo ngại trong chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có của Israel vào Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo máy bay chiến đấu của không quân nước này đã oanh tạc ba tòa nhà ở quận Dahiyeh, ngoại ô thủ đô Beirut của Lebanon, vào sáng sớm nay. IDF khẳng định các tòa nhà bị tấn công là nơi lực lượng Hezbollah cất giấu các tên lửa đối hạm. Đợt không kích mới được tiến hành chỉ ít giờ sau khi IDF thông báo đã tấn công tổng hành sinh của Hezbollah ở cùng quận Dahiyeh hồi tối qua. Cuộc tập kích do máy bay chiến đấu F35 thực hiện nhằm hạ sát tổng thư ký Hassan Nasrallah cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Hezbollah, người phát ngôn IDF chuẩn Đô đốc Daniel Hagari sáng sớm nay cho biết quân đội Israel đang đánh giá kết quả cuộc tấn công và xác định số phận của thủ lĩnh Hezbollah. Về phần mình, một nguồn tin Hezbollah sáng nay tuyên bố các lãnh đạo cấp cao của nhóm này không thể bị xâm hại, nhấn mạnh rằng ông Nasrallah cùng các thủ lĩnh khác của Hezbollah vẫn đang an toàn. Trước đó, Hezbollah cũng khẳng định các tuyên bố của Israel về cuộc tấn công vào tổng hành sinh Hezbollah là sai sự thật. Trong khi đó, Bộ Y tế Libanon cho biết cuộc không kích của Israel vào ngoại ô Beirut tối qua khiến 6 người chết và 91 người bị thương. Tuy nhiên, Bộ Y tế Libanon không đề cập danh tính những người thiệt mạng. Trong phản ứng mới nhất về cuộc không kích của Israel vào thủ đô Beirut của Lebanon vào tối ngày 26 tháng 9, Tổng thống Iran Masao Pazeskian nhấn mạnh rằng cuộc không kích là tội ác chiến tranh trắng trợn và một lần nữa cho thấy bản chất của Israel là một nhà nước khủng bố. Tổng thống Iran gửi lời chia buồn tới nhân dân Lebanon và gia đình những người thiệt mạng, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo lên án hành vi tội ác của Israel. Ở một diễn biến liên quan, trong tuyên bố trực tiếp trên truyền hình vào sáng sớm nay theo giờ địa phương, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hakari cảnh báo rằng Israel sẽ không cho phép vũ khí được chuyển từ bên ngoài vào Lebanon cho phong trào Hezbollah, bao gồm qua đường sân bay quốc tế Beirut. Ông Hakari cho biết không quân Israel vẫn đang tuần tra khu vực sân bay Beirut và sẽ không cho phép bất kỳ chuyến bay nào có vũ khí được hạ cánh xuống sân bay này người phát ngôn idf nêu rõ beirut là sân bay dân sự nên chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự theo truyền thông libanon và ả rập đây là lời đe dọa đáng lo ngại của quân đội israel bởi nó ám chỉ khả năng lực lượng này sẵn sàng tấn công vào sân bay beirut với lý do ngăn chặn vũ khí chuyển cho hezbollah Trước đó, tư lệnh lực lượng không quân Israel, Thiếu tướng Tomer Bar, hôm 26 tháng 9 cũng nêu rõ, một trong những ưu tiên hàng đầu của không quân Israel tại Lebanon trong giai đoạn hiện nay là ngăn chặn vũ khí của Iran, chuyển cho Hezbollah. Trong tuần qua, Israel đã thực hiện một số cuộc không kích ở Beirut nhằm vào các chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Ngày 26 tháng 9, một cuộc không kích ở miền đông Lebanon đã giết chết 20 người, hầu hết là người di cư theo các viên chức y tế Libanon cho biết. Cũng vào ngày 26 tháng 9, Bộ Y tế Lebanon cho biết hai người đã thiệt mạng và 15 người bị thương sau khi Israel không kích trúng một tòa trung cư ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết cuộc không kích đã giết chết một chỉ huy máy bay không người lái của Hezbollah, Mohammed Hussein Surur đơn vị quản lý rủi ro thiên tai của Lebanon cho biết trong một báo cáo hôm 26 tháng 9 rằng 60 người đã thiệt mạng do các cuộc không kích của Israel ở Lebanon và 81 người bị thương trong vòng 24 giờ, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ ngày 23 tháng 9 tại Lebanon lên 696. Báo cáo cho biết hơn 1.540 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong cuộc xung đột giữa Hezbollah và Israel kể từ tháng 10 năm ngoái. Sau vụ nổ ở Beirut, hàng chục quả đốc kết đã được bán về phía thành phố Safit, miền Bắc Israel, sau đó một quả trúng một con phố ở thị trấn gần đó. Quân đội cho biết tổng cộng là có 175 quả đốc kết được bán từ Lebanon vào ngày 26 tháng 9, hầu hết đều bị chặn lại hoặc là rơi xuống các khu vực chống chảy, một số gây ra cháy rừng. Các cuộc không kích diễn ra sau khi chỉ huy quân đội Israel cho biết hôm 25 tháng 9 rằng đất nước đang chuẩn bị một chiến dịch trên bộ có thể xảy ra ở Lebanon sau khi Hezbollah phóng hàng chục quả tên lửa vào Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết hôm 26 tháng 9 rằng Israel đang dốc toàn lực tấn công Hezbollah và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục tiêu. Tổ chức di cư quốc tế ước tính hôm 26 tháng 9 rằng hơn 200.000 người ở Lebanon đã phải di rời kể từ khi Hezbollah bắt đầu bắn đốc kết vào miền bắc Israel để ủng hộ Hamas trong cuộc chiến với Israel ở Gaza. Con số đó bao gồm hơn 100.000 người đã phải di rời trước khi căng thẳng leo thang trong tuần này. Các nước phương Tây đang cân nhắc các cách sơ tán công dân ra khỏi Libanon một cách an toàn nếu xung đột toàn diện nổ ra, trong đó Cyprus và có thể là Thổ Nhĩ Kỳ được coi là nơi trú ẩn cho hàng chục nghìn người. Cyprus là quốc gia thành viên liên minh châu Âu gần nhất, cách Libanon khoảng 264 km. Ship đã đi đầu trong các nỗ lực cứu trợ hàng hải cho Gaza và trước đây đã được sử dụng để điều phối các cuộc di tản khỏi Lebanon. Cyprus đã xử lý khoảng 60.000 người chạy trốn khỏi cuộc xung đột lại Israel vào năm 2006. Một số quốc gia, bao gồm Mỹ, Pháp, Anh và Đức, có hàng nghìn công dân sinh sống hoặc là đi qua Lebanon. Các nước này đã làm việc để chuẩn bị kế hoạch với ship trong những tháng gần đây trong trường hợp xảy ra xung đột toàn diện. Các nhà ngoại giao cho biết các quốc gia khác không có cơ sở hạ tầng quân sự cần thiết trong khu vực cũng sẽ cần được giúp đỡ để sơ tán công dân của họ. Xung đột Hezbollah-Israel khiến Lebanon bị ngập trong khủng hoảng. Các cuộc không kích của Israel vào nam Lebanon đã làm hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn. Là một quốc gia đang đối mặt với tình trạng kinh tế hỗn loạn, liệu Lebanon có xử lý được cuộc khủng hoảng tị nạn mới hay không? Theo DW và BBC, tình trạng tắc nghẽn giao thông trầm trọng đã xảy ra khi người dân chạy trốn khỏi miền nam Lebanon để thoát khỏi các cuộc không kích liên tục vào khu vực này. Họ chạy về phía bắc và nhiều người phải ngủ trong công viên hoặc trường học. Nhiều người sơ tán cho hay họ vừa thoát khỏi địa ngục. Một người đàn ông đi cùng con cho hay tình hình rất khó khăn, nhiều đường phố bị chặn và các cuộc không kích xảy ra ngay trước mắt chúng tôi mỗi khi chúng tôi cố gắng di chuyển. Cuối cùng, vào khoảng 18 giờ, một chiếc xe đi tới và đưa chúng tôi tới Sidon vào lúc rạng sáng. Một người phụ nữ khác kể, chúng tôi đang trong cơn khủng hoảng, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tài chính và khủng hoảng y tế. Chúng tôi không có gì, cộng thêm chiến tranh, điều này vượt quá dự đoán của chúng tôi, tôi không ngờ tới. Xung đột, mọi người rời bỏ lang mạc, nhà cửa, không từ ngữ nào có thể giải thích được tình hình hiện nay. Lebanon là một quốc gia nhỏ bé giáp danh với Israel và Syria. Đất nước này có diện tích là 10.000 km vuông và dân số là 5,5 triệu người. Các cuộc không kích của Israel nhằm vào các khu vực do Hezbollah kiểm soát buộc người dân phải di chuyển đến Sidon, thủ đô Beirut, Tripoli, thành phố lớn thứ hai ở Lebanon, dù những nơi này cũng bị oanh tạc và vượt biên sang Syria. Lebanon vẫn đang phục hồi sau vụ nổ lớn vào năm 2020, vụ nổ khiến phần lớn khu vực cảng của Beirut bị san phẳng, góp phần xây ra cuộc khủng hoảng tiền tệ. Ngoài ra, Israel được cho là đã từ lâu can thiệp vào chính trường Lebanon gây căng thẳng tôn giáo và ủng hộ Hezbollah. Nhóm vũ trang Hezbollah đã bắn nhiều quả tên lửa vào Israel nhằm ủng hộ nhóm Hamas của Palestine sau vụ việc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lebanon cũng đã tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn Syri trong thập kỷ qua. Nhiều người trong số họ hiện đã phải di rời một lần nữa. Hiện tại, Syri cho biết hàng trăm người ở Lebanon đã vượt biên giới vào Syri khi họ chuẩn bị tiếp nhận thêm người. Các nhân viên cứu trợ nói họ chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì ở quy mô này. Theo ông Mustafa Hizaji, người đứng đầu đơn vị quản lý khủng hoảng Sidon, chúng tôi đang thiếu thực phẩm và các bộ dụng cụ vệ sinh. Các trường học đang gặp vấn đề lớn, bắt đầu từ nhà vệ sinh đến việc cố gắng tìm nhiên liệu phát điện. Ngoại trưởng Libanon hy vọng sẽ gặp các quan chức Mỹ trong những ngày tới. Quan chức này cho biết chỉ có Mỹ mới có thể tạo ra sự khác biệt trong tình hình này. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Lebanon vào tối ngày 26 tháng 9. Trong số 220 mục tiêu bị không kích có các địa điểm, cơ sở hạ tầng, bệ phóng mà từ đó các quả đạn được bắn về phía lãnh thổ Israel. Ngoài ra, các tay súng Hezbollah và các cơ sở lưu trữ vũ khí của lực lượng này tại Lebanon cũng bị tấn công. Theo quân đội Israel, mục đích tấn công là nhằm làm suy yếu và phá hủy năng lực và cơ sở hạ tầng của Hezbollah. Liên Hợp Quốc cho biết các cuộc ném bom của Israel vào Lebanon đã buộc 90.000 người phải rơi bỏ nhà cửa ở miền Nam đến những nơi an toàn hơn. Động thái của Israel đưa ra chỉ ít giờ sau khi chính phủ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đề xuất ngừng bắn tạm thời 21 ngày ở Lebanon do Mỹ và Pháp đưa ra trước đó đồng thời khẳng định tiếp tục cuộc chiến chống lại Hezbollah. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, chính sách của chúng tôi rất rõ ràng, chúng tôi sẽ tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah một cách mạnh mẽ và sẽ không dừng lại cho đến khi nào đạt được mọi mục tiêu. Trước hết và quan trọng nhất là đưa người dân miền Bắc trở về nhà an toàn. Lời khẳng định của Israel khiến cộng đồng quốc tế không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra thảm kịch Gaza thứ hai tại Lebanon. Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Anh và Australia tại London hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng, giờ đây chúng ta phải đối mặt với nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện, điều này có thể tan phá cả Israel và Lebanon. Israel và Lebanon có thể chọn một con đường khác, bất chấp sự leo thang mạnh mẽ trong những ngày gần đây giữa hai bên, đó là một giải pháp ngoại giao. Trong khi đó, các bài phát biểu tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc đang diễn ra tại Mỹ, các nguyên thủ và người đứng đầu các quốc gia cũng kêu gọi dừng các cuộc xung đột ở trung đông trong đó có xung đột israel và lực lượng hezbollah thủ tướng anh hôm qua kêu gọi israel và lực lượng hezbollah dừng bạo lực lùi khỏi bờ vực chiến tranh theo thủ tướng anh thế giới mong muốn ngừng bắn ngay lập tức và giải pháp ngoại giao được tiến hành cho cuộc xung đột mới này thủ tướng anh nói chúng tôi sẵn sàng hành động với tinh thần tôn trọng và hợp tác bình đẳng tôi không khẳng định rằng giải quyết những vấn đề là dễ dàng nhưng có những điều tích cực thiết thực mà chúng ta có thể cùng nhau làm điều này bắt đầu bằng việc giải quyết làn sóng xung đột đang dâng cao và ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực ở trung đông tôi kêu gọi israel và hezbollah hãy dừng bạo lực hãy lùi lại khỏi bờ vực chiến tranh chúng ta cần thấy một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để tạo không gian cho một giải pháp ngoại giao và chúng tôi đang hợp tác với tất cả các đối tác vì mục đích đó bởi vì leo thang hơn nữa sẽ không có lợi cho bất kỳ ai nó chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn cho những người vô tội ở mọi phía chủ tịch hội đồng châu âu trang michael khẳng định rằng việc đề xung đột tiếp tục gia tăng giữa Israel và Lebanon sẽ là hành động vô trách nhiệm, trong khi Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp phản đối việc Lebanon trở thành một giải Gaza mới, đồng thời kêu gọi Israel ngừng các cuộc không kích và Hezbollah ngừng các hành động trả đũa. Đêm ngày 27 tháng 9, lực lượng Hezbollah xác nhận chỉ huy của nhóm này, ông Muhammad Hussein Sura, đã thiệt mạng nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Hãng tin CNN dẫn thông cáo từ phong trào vũ trang Hezbollah cho biết chỉ huy Muhammad Hussein Sura đã thiệt mạng khi đang trên đường đến Jerusalem để gặp gỡ những người đang chiến đấu ủng hộ người dân ở giải Gaza. Trước đó, quân đội Israel tuyên bố nước này đã thực hiện cuộc không kích vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, Lebanon và tiêu diệt chỉ huy trên không Hezbollah. Còn văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông tin, ông Netanyahu đã phê chuẩn chiến dịch ám sát chỉ huy Muhammad Hussein Surah ngay khi đang trên máy bay tới New York dự cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Quân đội Israel cáo buộc ông Surah có liên hệ với hàng loạt chiến dịch của Hezbollah, đặc biệt là trong cuộc chiến mang tên thanh cơm sắt. Trong đó, ông chỉ đạo các cuộc tấn công, sử dụng máy bay không người lái và thuốc nổ nhằm vào cả binh sĩ và thường dân Israel. Những năm gần đây, ông Suro được cho là người đứng đầu hoạt động chế tạo máy bay không người lái cho Hezbollah. Ông là người đã thiết lập các cơ sở sản xuất máy bay không người lái, đồng thời thu thập thông tin tình báo cho nhóm này ở khu vực miền nam Lebanon. Trong những ngày gần đây, Hezbollah đã thúc giục Iran tiến hành một cuộc tấn công chống Israel khi giao tranh giữa nhóm vũ trang ở Lebanon này và quân đội Israel leo thang mạnh, song cho tới giờ Iran vẫn kiềm chế. Hai quan chức Israel và một nhà ngoại giao phương Tây nói với hãng tin Axios của Mỹ như vậy. Họ cho biết thêm, Iran đã khước từ đề nghị của Hezbollah với lý do hiện chưa phải thời điểm thích hợp vì Tổng thống Iran Masoud Pazekian đang ở New York để tham dự cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Theo ba quan chức trên, nếu Iran tấn công trực tiếp vào Israel thì khu vực sẽ mất ổn định hơn nữa và thậm chí có thể kéo Mỹ vào cuộc. Trong cuộc họp báo ngắn với các phóng viên hôm 23 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeskian cho hay Israel là bên muốn mở rộng xung đột ở khu vực và nhấn mạnh Iran không muốn rơi vào cái bẫy này. Trước đó, một quan chức cấp cao Israel tuyên bố nội các an ninh đã chỉ thị cho lực lượng phòng vệ Israel IDF là tránh các động thái có thể tạo cho Iran lý do hoặc cái cớ để tham chiến. Hiện phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc và người phát ngôn của Hezbollah không trả lời yêu cầu bình luận. Israel và Hezbollah đã giao tranh dữ dội trong hai tuần qua. Đây là cuộc xung đột lớn nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2006 ở Lebanon. Các cuộc tấn công của Israel vào hàng nghìn mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon đã giết chết hơn 500 người, trong đó nhiều người là thường dân và khiến hàng nghìn người bị thương. Hàng chục nghìn người đã chạy trốn khỏi Nam Liban. Thứ ba, ngày 24 tháng 9, IDF đã mở một cuộc không kích vào thủ đô Beirut của Lebanon giết chết người đứng đầu lực lượng tên lửa và đốc kết của Hezbollah, là Ibrahim Qaisi. Hơn một nửa triệu người ở Israel, từ khu vực Haifa đến biên giới với Lebanon đã hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng đi để chống lại Israel. Hầu hết đã bị chặn lại, nhưng vẫn có một số người bị thương. Tổng tham mưu trưởng Israel, Trung tướng Hezi Halevi cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công trên bộ vào Lebanon. CNN dẫn thông cáo báo chí của quân đội Israel cho hay Tổng tham mưu trưởng Halevi đã nói với các binh sĩ khi đến thăm khu vực biên giới phía bắc đất nước vào ngày 25 tháng 9. Các bạn thường nghe thấy tiếng máy bay phản lực trên cao, chúng ta đã tấn công cả ngày rồi. Điều này vừa để chuẩn bị tiên đề cho cuộc đột kích có thể xảy ra vừa nhằm tiếp tục làm suy yếu Hezbollah. Đây là lần thứ hai trong ngày 25 tháng 9, một vị tướng hàng đầu của Israel tuyên bố về khả năng xảy ra chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trước Tổng tham mưu trưởng Halevi, Thiếu tướng Ori Kodin, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Bắc Israel cũng yêu cầu binh lính phải chuẩn bị đầy đủ cho hành động. Tuyên bố mới được đưa ra chỉ vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo sẽ triệu tập hai lữ đoàn dự bị vì cuộc xung đột với nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah thân Iran ở Lebanon. Trích tuyên bố của IDF, việc triển khai quân dự bị sẽ cho phép chúng ta tiếp tục nỗ lực chiến đấu chống Ebola, bảo vệ các công dân Israel và tạo điều kiện để người dân ở miền Bắc đất nước trở về nhà an toàn. Tuần trước, quân đội Israel tiết lộ đang điều chuyển sư đoàn tinh nhuệ số 98 từ giải Gaza đến khu vực biên giới phía bắc của đất nước. Khi đến thăm lữ đoàn 7 ở miền bắc Israel, Thiếu tướng Godin nhấn mạnh các hoạt động quân sự ở Lebanon đã đến giai đoạn khác và quân đội cần sẵn sàng cho chiến dịch. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant hôm 24 tháng 9 cũng ám chỉ đến khả năng tiến công trên bộ vào Lebanon. Ông Gallant nói với các binh sĩ, các bạn cần hiểu rằng có thể đến lúc chúng tôi ra lệnh và hệ thống sẽ phải tiến lên, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.